n chào cô chú anh chị các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới cái dân hôm nay. Thì hôm nay dân đang có mặt tại chùa Âu Đùng thuộc xã Hiếu Tử, huyện Triệu Cần, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay sẽ có đội múa trần diễu hành xung quanh xóm làng để cầu an cho mọi người cũng như cùng các quỹ sư nữa. Thì bây giờ dân sẽ vào bên trong để ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Thì phía bên trong mọi người đang sắp xếp và chuẩn bị để diễu hành xung quanh xóm làng. Thì ở phía bên đây là đội múa trần cùng với chơi giàn nè, cô chú anh chị các bạn. Đó. Phía bên đây là ông chú ngựa nè. Chụp hình đi, chụp hình đi. Rồi. Thôi. Ủa mấy kinh đặt mình nó mấy tự nhiên lạc cho nạ chú. Như tháo ối cho nào và tỏ hết chặt mò đợi. Đây là những chiếc xe bọc lắc nữa sẽ diễu hành xung quanh xóm làng của chú anh chị các bạn. Sắp xếp chuẩn bị diễu hành của chú anh chị các bạn.
มีที่ดังให้ในที่ทราบประสาทออกบองเตินทั้งเมื่อนาซาอย่างนาเพื่อการใส่ลำลองไปตายรอไปไปเราติดที่ดังให้ในที่ทราบbắt đầu này sẽ diễu hành đi đến từng nhà của chú anh chị các bạn. Thì buổi diễu hành này là khá là đông nha. Qua phía bên đây là cái nhà sẽ đi vô đầu tiên của chú anh chị các bạn.
ตมกน้องมั่งมาจ้าเตรียมทุนทึกทุนทึกสำราติสายใหญ่ตามันนี้ไอ้สำราพีจาประสงค์โซมัยปอปูนมาช่วยเลยรอบถวายตะเกียงมาสร้างให้จำในมือนกึกให้ปอปูนช่วยจัดแจงภายในคางเทศิจ้าถวายตะเกียงมาสร้างนำไปอวยปานปริญญากรัวรอนตอนตีเวลีเรียไอ้สายกระโซนไปเกียร์มดปุตปอริสาตังอ้อมีนกาปูเชียไอ้ยาอยากอยากมันอะไรนะจมเรียกเนี่ยต้องส่งปราบจึงอยากให้สวาให้ชายามตกใจนะยังหอกชายามตกใจน้อยยังหอกยากยังจมเรียกเนี่ยจึงให้ส่งมากรมชายามก็ได้กรมยากระดอยคือโยงเตาเรียบจำให้ปองปนเมียนมีต่างอ้อเมียนกาปูเชียโดยกาอุดทุบตรงโพสนามประบาดก็ส่งกรบเป็นเชิงกับคางโมกใครมาจ่าเตียนเป็นเชิงโมดำไปยังทวดเกตนามาสกาปรัตนาทางสังกังตามังสังเทโยคาเลตาโตสสังโกขามาโตตังมะมังมังกาเลปาราจิตาปาราHôm đây là đội múa chằng đang nghỉ mệt của chú anh chị các bạn. Thì một lát nữa sẽ đi tiếp nha. Thì phía bên đây là cái nhà đầu tiên đi vô nè. Thì phía bên trong sư đang tụng niệm kinh Phật để cầu an cho mọi người. Hiện tại giờ này trời khá là nắng luôn nha. Và chuẩn bị đi tiếp của chú anh chị các bạn. Còn đích khắc bắn hoa kia
ทีวีสมช่วยซับซ่าตกาปโวจีสไรสุดเอที่มังกรชูตะต้อยเงียบตันตังปองโปนใหญ่ตาเนียนเน้นจุนมวยจังอ้อสมัยตามประกอบโนสิกในสกสิกในจำร้านพอจังลายปรางประกาศถึงอายุวันหน้าสอบตาปลาหนึ่งปากในเปลี่ยนนะโจกาเทียนละอองลูกแรกกำไปเคลียร์เคลียร์หล่อห้องสมบองปนยังเรียบจำเพจจ้าทวายวิเกมาสั่งไอ้ปนปนจำเพจจ้าแม่ข้าวมาสั่งหายนั้นเพจจ้าสำหรับปูนใหญ่ตาเมียมีปองปูนปูนขมวยนกข้าวไรกันมาประกาศจัดตัวเพื่อนได้หลักอย่างที่หายก็จนจะกลับแต่มาลักนะเราก็ไปซื้อเสียตุ่มเนียมกินผักและของอันจอยยาดินThank you.
Thì phía bên đây mọi người đang nghỉ mệt. Thì một lần nữa mới dạo hành tiếp nha. Bên đây là chú khỉ à. Hãy subscribe cho và chuẩn bị đi tiếp tại phía đây mọi người đang chuẩn bị ra ngoài của chương trình làng thì sẽ diễu hành tiếp xung quanh xóm làng thì cái diễu hành sẽ có đội múa trần và chơi giam sẽ dẫn đường đi cùng với các vị trong chùa đồng của chúa anh chị các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này khá là đông cô chú anh chị các bạn. Thì mọi người đang nghỉ mệt uống nước. Đến đây là phát nước miễn phí luôn nha. Bây giờ sư đang nói về cây còng này của chú anh chị các bạn. Thì cây còng này khá là lâu năm nha. Thế mình đứng dưới gốc cây này khá là mát mẻ luôn. Đó mọi người rất là thoải mái của chú anh chị các bạn. Thì một lát nữa sẽ diễu hành đi tiếp xung quanh xóm làng. Khi mà diễu hành thì đến từng nhà để các vị sư sẽ vô nhà và cầu an cho gia đình. Và phía đây là chú khỉ của chú anh chị các bạn.
khá là đông bà con đi theo của chú anh chị các bạn. Đây cái khúc này mọi người quay lại cô chú anh chị các bạn. Ở đây ngược lại nha, không có đi tiếp nữa. Thì mỗi một năm vậy mỗi chùa đều có làm và diễu hành xung quanh xóm làng. Đây cô chú anh chị và các bạn, thì mọi người đã diễu hành quay trở lại, thì đây vừa rồi là cây cồng lớn nè. Vừa nãy mọi người ở chỗ này khá là lâu nè, thì hôm nay anh nói chuyện rất là khang cổ nha. Mà quay lễ hội này anh thấy một lễ hội rất giống với lễ hội diễu hành Samahankaran vào lễ hội Tết Chui Sanam Thamay. Thì có đội múa chằng và các vị sư trong chùa đi theo để cầu an cho từng gia đình của chú anh chị các bạn. Thank you.
วตาสุดท้าย